Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì một cái thông tin mà từ sáng giờ mà tất cả chúng ta đang chờ đợi thì đã có lời giải đáp, và Lực Tàng vừa mới cập nhật được một thông tin này thì lên cập nhật lên để gửi tới tất cả mọi người. Thì trước tất cả mọi người là những hình ảnh của chị Cát Phượng đang nói với lại anh Duy Nguyễn, anh Thánh Ghim Duy Nguyễn. Thì anh ấy đã phát ngôn trên mạng xã hội với những lời nói chỉ trích vợ chồng của nghệ sĩ Chí Tài. Sau khi có nghệ sĩ Chí Tài qua đời chưa được về nước thì anh này đã phát ngôn rất là nhiều câu nhằm xúc phạm cũng như là nói về cái vấn đề căng cửa với nghệ sĩ vợ chồng Chí Tài. Đầu tiên anh ta nói về cái vấn đề không cho vợ của nghệ sĩ Chí Tài đưa xác của nghệ sĩ Chí Tài về bên Mỹ. Thứ hai, anh ta nói là cô vợ này không có quyền gì để đưa xác của nghệ sĩ Chí Tài qua Mỹ, tại vì có nghệ sĩ Chí Tài ở Việt Nam thì mất cũng ở Việt Nam và không được quyền đưa xác của cô nghệ sĩ Chí Tài về bên Mỹ. Cái điều thứ hai là anh ta cũng có nói rằng là vợ chồng gia đình nghệ sĩ Chí Tài cuộc sống không êm ấm và hạnh phúc, và anh ta nói rằng tất cả cộng đồng mạng xã hội không biết cái gì hết thì ai vua theo và nói này nói kia để cho vợ chồng Chí Tài được nổi trên mạng xã hội. Thì rất là nhiều những cái câu nói mà anh ta đang có ý định đâm chọc vào cái vấn đề này thì đã được rất là nhiều người trong cộng đồng mạng xã hội người ta lên tiếng một cách dữ dội, khi nhà cửa cũng như là trang fanpage, trang YouTube của anh ấy bị gạch đá, có thể là xây thêm được vài cái biệt thự nữa trong thời gian vừa sắp tới. Và trong cái trang YouTube của anh ấy được số lượng người theo dõi cũng rất là cao, khoảng đâu mấy trăm ngàn người đó mọi người, và một trang fanpage cá nhân cũng rất là cao, khoảng cũng mấy trăm ngàn người luôn. Nhưng mà anh ấy phát ngôn những lời nói của anh ấy lên toàn bộ đi ngược với cộng đồng mạng xã hội, và cộng đồng mạng xã hội dậy sóng khi anh ấy xúc phạm một thần tượng của họ, khi nghệ sĩ Chí Tài chứ không phải nghệ sĩ nhân dân nha mọi người, nghệ sĩ Chí Tài, danh hài Chí Tài đã đóng góp rất nhiều cho xã hội với những lời ca tiếng hát cũng như là những buổi biểu diễn thực sự quan trọng, thực sự ý nghĩa để cho làm vui cho đời, làm vui cho cuộc sống tốt đẹp cho xã hội. Nhưng tất cả mọi người đều không ai nói, và chỉ có một mình anh Duy Nguyễn này đứng lên để phản bác cái vấn đề đó. Và anh ta cũng có nói là trong cái buổi livestream thì anh ta đã có phát ngôn những lời không theo sự suy nghĩ của anh ấy, và có người đã cắt ghép, cài ghép để gài anh ấy vào bẫy. Nhưng thực sự ra tất cả mọi người xem lại cái đoạn clip anh ta livestream và chính miệng anh ta phát ngôn ra những lời nói như vậy thì hoàn toàn xác thực được, và chúng ta có quyền để bình luận, có quyền để phân tích và cũng có quyền để nói lại anh này và không đồng tình với cái ý kiến của anh này khi anh ấy đã đưa ra một cái ý kiến quá sai. Anh ấy nói rằng là nhà anh ấy nếu có người mất thì anh ấy sẽ mai táng, sẽ không chôn cất, mà anh ấy chỉ có đem đi thiêu rồi gửi vào chùa này kia cho đỡ tốn kém. Và cái thứ hai nữa là anh ấy nói nghệ sĩ Chí Tài bay về bên Mỹ khi mang thi thể của nghệ sĩ Chí Tài về bên Mỹ với một số tiền là khoảng 1 tỷ đồng, là như vậy là quá hoang phí, quá lãng phí và không cần thiết phải đưa xác của cố nghệ sĩ Chí Tài về bên Mỹ, khi người vợ đầu ấp tay gối của anh ấy đang chờ đợi trong mỏi mòn, ngất lên ngất xuống và có một sự đau khổ tột cùng khi đã mất đi một người chồng thực sự, khi đã mất đi một nghệ sĩ thực sự trong cuộc đời của mình. Và chị ấy cũng đã rất là buồn và rất là phẫn nộ khi xem được clip của anh Duy Nguyễn này. Thì trong cái chuyến bay sáng nay thì nghệ sĩ Chí Tài cũng đã được đáp xuống sân bay và vợ chồng cũng đã được sum họp. Thì dự kiến trong mấy ngày sắp tới thì lễ viếng cũng như là lễ hỏa táng nghệ sĩ Chí Tài sẽ được diễn ra ở bên Mỹ. Thì những thông tin đó Lực Tàng sẽ cập sau. Thì cái thông tin ngày hôm nay mà tất cả mọi người chờ đợi thì đã đến cái giây phút gặp gỡ nhau giữa các dàn diễn viên, giữa các anh hùng bên phía cố nghệ sĩ Chí Tài đứng lên bảo vệ lấy lại sự trong sạch cho cố nghệ sĩ Chí Tài, được sự ủng hộ tất cả của quần chúng nhân dân. Và một bên là Thánh livestream, Thánh Thò và được cho rằng là Thánh Ghim, và anh đó là anh Duy Nguyễn, khi anh ấy cũng đã có một cái cơ sở ghim rất lớn ở trên thành phố Hồ Chí Minh, và sáng nay toàn bộ khu vực đã được bao vây bởi tất cả các người hâm mộ trong và ngoài nước. Người ta cũng đã đến và xem tình hình nó sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng tất cả mọi người cũng như YouTuber, Facebooker, rồi Thánh livestream, Thánh này kia cũng đã đến, và cuối cùng rằng là chỉ quay được những cái cánh cửa khi người ta đã đóng cửa lại. Và cuộc nói chuyện ở bên trong thì đã diễn ra một cách im lìm khi có rất là nhiều nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Cát Phượng,
cũng như là Nguyễn Sinh và Huỳnh Phương, rồi còn rất là nhiều các nghệ sĩ khác mà Lực Tàng người ta bịt mặt cho nên Lực Tàng không thể nhận ra. Mọi người có thể nhìn thấy trên hình ảnh, mọi người có thể nhìn thấy đó là hình ảnh trực tiếp trong phòng ghim, và cuộc nói chuyện diễn ra rất là căng thẳng với những cái ánh mắt nhìn và những cái khuôn mặt hầm hầm như những miếng thịt bằm, nói như thế là nghệ sĩ danh hài chiến thắng nói. Thì trong sự có mặt đó thì lại có góp mặt của rất rất nhiều các công an, cho nên là cái buổi nói chuyện diễn ra rất là văn minh và lịch sự, không ai có thể động tay động chân tại vì có cơ quan chức năng ở đó, và có rất là nhiều người ở biên giới nghệ sĩ muốn hành xử anh này, nhưng cuối cùng rằng là có sự góp mặt của cơ quan chức năng, và người ta cũng có văn hóa, là người ta có ý thức, cho nên là người ta không xử lý bằng hành động. Và cuối cùng thì đã có một anh ở trong nhóm các chàng nghệ sĩ đưa ra một cách giải quyết thật là tuyệt vời, khi anh ấy đã đưa những cuốn sách đạo đức lớp 1 và giáo dục công dân lớp 1 để đưa cho anh này và chỉ thẳng vào đây, anh hãy đọc lại và học lại đạo đức của anh. Khi anh đã sinh năm 1985 là 36 tuổi đúng không mọi người, thì anh ấy đã rất là lớn tuổi, nhưng hiện tại bây giờ thì anh ấy trong thời gian sắp tới lại bắt buộc phải đi học những cuốn sách đạo đức và giáo dục công dân lớp 1 để hoàn thiện bản thân mình hơn trong thời gian sắp tới, và không phát ngôn những lời nói sai lầm ở trên mạng xã hội nữa. Người ta có câu cái miệng làm hại cái thân, cho nên là anh này hiện tại bây giờ đã như vậy. Và trong cái buổi này thì anh ta chỉ nói những lời xin lỗi, và nói ra những câu nào thì hoàn toàn bị các diễn viên ca sĩ kia không cho nói, tại vì anh này nói hoàn toàn nói sai. Và chị Cát Phượng có nói rằng nếu như em mà càng nói thì em càng sai. Chị ấy kêu rằng chị em đồng hoàng, anh em trong đây đồng hoàng. Và rất ít người nói mày tao mi tớ, những tiếng tục tiểu thì phía sau cũng đã xuất hiện. Khi có xuất hiện một người đàn ông nữa cũng rất là nổi tiếng nhưng Lực Tàng không nhớ tên, và anh ấy cũng đã đến và chỉ thẳng mặt mở khẩu trang, đây mày, anh hãy nhìn mặt tôi đây, anh hãy nhìn kỹ mặt tôi đây, anh hỏi tôi là ai thì chính là tôi đây, chính là tôi đây, và chỉ thẳng vào mặt. Cũng đây, mọi người có thể nhìn thấy anh ấy đấy ạ, mà Lực Tàng không thể nhận anh ấy là ai. Anh áo đen và đội cái mũ màu đỏ đây, anh ấy cũng cởi khẩu trang ra và đưa thẳng cái mặt vào để cho anh ta nhìn. Và đây là hình ảnh mà anh này đã đưa cái cuốn sách đạo đức đây để cho anh ấy nhìn đọc đây mọi người. Và về học thì anh ấy cũng đã cầm hai cuốn sách để tiếp tục trong chặng đường sắp tới anh ấy sẽ học giáo dục và rèn luyện đạo đức của mình. Và trong cái buổi này thì có rất là nhiều người hầm hầm hổ hổ muốn xử lý anh này, nhưng cuối cùng là lực lượng cơ quan chức năng đã đứng bên cạnh và đã có cái sự can ngăn từ chị Cát Phượng cũng như là những người người ta hiền từ hơn một tí. Còn những người nóng giận thì cũng chỉ đến là xung đột một tí và đã được ôm ra, và không có ai động chạm gì đến được da thịt của anh này. Thì hiện tại anh này vẫn đang còn bóng mượt với một bộ trang phục, với một cái sự cơ bắp rất là căng cơ, và nhìn tướng tá anh ta rất là đẹp, nhưng cái khẩu trang đã bịt cái khuôn mặt của anh ta lại thì chúng ta không thể nhìn thấy cái vẻ e sợ của anh ấy, run sợ của anh ấy khi tất cả các danh hài nghệ sĩ cũng như hình ảnh trước mắt đây có phải là Ngô Kinh Huy không ạ mọi người, đúng không ạ? Tất cả những người ta đã hứa đến và tất cả là cũng đã đến vào sáng nay. Các vị trí trong này thì khoảng tầm cỡ 10 người, nhưng mà ngoài đường thì không biết là có ai đứng chờ đợi nữa hay không. Khi sự việc thì đã có cơ quan chức năng vào cuộc, cho nên là có rất ít người vào đây để xử lý và nói chuyện về anh này. Thì trong thời gian sắp tới thì nghệ sĩ Cát Phượng cũng đã hỏi anh này và đồng ý xin lỗi anh này, bắt tay bắt chân, rồi cũng như có những lời khuyên thực sự đạt tiêu chuẩn. Và anh em đứng ở trong đó cũng đã có lời khuyên và lời nhắn nhủ và dằn mặt anh này, và mong anh này biết sai thì hãy sửa lỗi và xin lỗi tất cả cộng đồng mạng xã hội. Thứ đầu tiên là xin lỗi nghệ sĩ Chí Tài, thứ hai là xin lỗi vợ của Chí Tài tức là chị Bé Heo, và thứ ba là cái quan trọng nhất là anh ấy phải xin lỗi tất cả cộng đồng mạng xã hội, những fan hâm mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài khi anh ấy đã làm những cái lời thước phim và đã có những cái cuộc live stream nói xấu làm mất đi hình ảnh thần tượng Chí Tài trong tất cả các fan của người, trong mắt của người hâm mộ. Và anh ấy sẽ xác định là phải bắt buộc phải làm ngay lập tức cái clip. Thì sau đó anh ta cũng đã chấp nhận cầm hai cuốn sách đạo đức và anh ta cũng đã xác nhận là sẽ làm clip. Thì chị Cát Phượng hỏi là khi nào làm, thì anh ta trả lời là tí nữa em sẽ làm luôn. Đó, thì tất cả mọi người biết anh ta bây giờ là đã bị rớt đài, nói như là đang chơi trên sân khấu, trên đấm bốc, nhưng mà anh ta đã bị knock out bởi những cái người nghệ sĩ người ta đến giải thích một cách quá êm đẹp và tình người.
chứ nếu không tình người thì có khả năng đào bỏ vào thùng đá và mang lên bệnh viện rồi đó mọi người ạ. Thì như theo như lời Nguyễn Xin nói là như vậy. Còn tiền bạc thì trong cái cuộc nói chuyện này thì không nhắc đến tiền bạc và không thấy ai mang nhiều tiền đến cả. Khi có rất là nhiều người cũng nói là Nguyễn Xin đã chuẩn bị rất là nhiều tiền và anh em dàn ca sĩ, nghệ sĩ cũng đã chuẩn bị rất là nhiều tiền để xuống đây để đăng ký phòng tập gym. Thì tất cả mọi người biết thì trong cái cuộc di chuyển và đến cái phòng tập gym này thì có chị Cát Phượng là bên phái Nga Mi và tất cả cũng rất là nhiều người phụ nữ trong phái Nga Mi. Còn Võ Đăng thì rất hùng hùng hổ hổ nhưng mà có phái Nga Mi thì lại dịu đi một tí. Và trong đó có rất là nhiều các cảnh sát công an, các chú công an đứng ở đó để khuyên răn, giải bày và hòa giải cho hai bên và có những cái bắt tay thực sự là đạt tiêu chuẩn sau cái cuộc nói chuyện đó. Và trong thời gian sắp tới thì mong mỏi anh Thánh Lai Chim, anh Vim, anh Duy nghĩ này là sẽ có những cái thước phim lên để xin lỗi và chúng ta sẽ chờ đợi cái thước phim xin lỗi của anh ấy trong thời gian sắp tới như thế nào. Đây là hình ảnh của anh một anh rất là nổi tiếng mà được tàng quên tên thì mọi người có thể nhìn. Và anh ấy đã cởi khẩu trang chỉ thẳng vào mặt, nói đây tao đây, mày có thể là này kia, mày hỏi tao này kia. Và trong đây có một cái tình tiết nữa nha mọi người, là có một cái tình tiết là trợ lý của anh Duy Nguyễn là đã có thách thức về bên cái nhóm của anh Huỳnh Phương. Và anh Huỳnh Phương này cũng đã hỏi thì anh áo đỏ thì cũng đã nói rằng là tôi biết đó là ai rồi, mọi người cứ yên tâm và tôi sẽ xử lý người đó sau này. Thì không biết được là cái cuộc chiến này nó sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang rất nóng, quá nóng trên mạng xã hội. Ở ngoài đường thì bị kẹt đường cứng ngắc và cơ quan chức năng đã đến để phong tỏa, giải tán đám đông. Ở bên trong thì nóng còn nóng hơn khi xuất hiện rất là nhiều các nghệ sĩ và một buổi nói chuyện rất là thấm đẫm tình người. Thì chắc có khả năng trong thời gian sắp tới, anh Duy Nghĩ này sẽ rút được rất là nhiều kinh nghiệm và một cái bài học đắt giá khi lên trên mạng xã hội nói một cái vấn đề gì đó thì phải suy trước tính sau. Và những cuốn sách đạo đức này thì sẽ lưu mãi trong đầu của anh ấy và mãi mãi chắc có khả năng anh ấy sẽ không bao giờ quên những cái điều mà dạy trong cuốn sách đạo đức này khi một người kia đã đưa cho anh ấy hai cuốn. Thì cũng rất là mừng khi cái cuộc nói chuyện cũng đã tươm tất và không xảy ra một cuộc chiến nào gọi như là như phim hành động mà chúng ta chờ đợi. Thì cũng mong sự việc nó sẽ nhanh chóng qua đi và chúng ta sẽ đón được kết cục rất tốt hơn trong thời gian sắp tới để chờ đợi anh này lên livestream và anh này làm clip xin lỗi như thế nào. Và Lực Tàng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn, nóng hơn liên quan đến sự việc này và liên tục cập nhật những thông tin mới. Có thông tin gì thì lên ngay cho mọi người. Thì rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất đến từ kênh Lực Tàng TV. Một lần nữa, Lực Tàng TV xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.